trạng người dân đi xe máy đi lấn lên vỉa hè, khu vực dành cho người đi bộ diễn ra khá phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông xung quanh các trường học, công sở. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn làm xấu mỹ quan đô thị. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt nhiều rào chắn để ngăn chặn, nhưng điều quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông. Hình ảnh những người điều khiển phương tiện giao thông đi lấn lên vỉa hè dành cho người đi bộ như thế này có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu, bất cứ thời điểm nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng này quá phổ biến đến mức ngay cả lúc lòng đường thông thoáng thì vẫn có những chiếc xe máy leo lề lấn chiếm lối đi của người đi bộ. Như một thói quen xấu, việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Phổ biến và thường xuyên nhất là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông xung quanh trường học và công sở. Nguyên một cái dãy này toàn là trường học không anh, nên lúc mà giờ cao điểm nó ra thì kẹt xe rất là nhiều, ùn tắc rồi á, cứ mạnh ai người đó đi vậy á thì nó sẽ rất là nguy hiểm và không có văn minh. Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, trong đó có học sinh và du khách nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt hệ thống rào chắn trên các vỉa hè ở một số tuyến đường trung tâm như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Tự Trọng, Baxter, v.v. Bước đầu việc làm này đã phát huy hiệu quả. Những nơi có rào chắn, tình trạng người dân đi xe máy lên vỉa hè đã giảm. Tuy nhiên, ở những nơi không có rào chắn thì không gì có thể ngăn được người dân đi xe máy lên vỉa hè. Điều này phản ánh ý thức của người tham gia giao thông rất kém. Anh thấy việc gắn này thì coi như là cũng thứ nhất là cái tạo điều cái ý thức cho người dân, thứ hai cho các phụ huynh để tránh cái việc mà đi ngược chiều, thứ hai là lên lề, thứ hai là đảm bảo an toàn cho các bé. Tuy nhiên không thể lắp đặt rào chắn cho toàn bộ các tuyến đường, bởi điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mỹ quan, cho nên bên cạnh việc có những chế tài xử lý thì cũng cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, vừa đảm bảo an toàn vừa góp phần xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình ông Vương Đình Phi, ngụ tại ấp Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt. Ông Phi cho biết, trong quá trình làm nông của mình, chưa bao giờ ông lại nhàn nhã đến thế. Bởi kể từ khi lắp ráp hệ thống...